gặp gỡ những chứng nhân lòng Chúa thương xót đến từ những điểm rất là xa, và những con người của lòng Chúa thương xót ngày hôm nay đang chờ đón chúng ta. Mời các chị lên đây, trong khi đó thì con chia sẻ cho mọi người con được ơn gì của Chúa. Con xin làm chứng cho bố của con ạ. Bố của con bị bệnh tai biến ạ. Tự nhiên là bố con đi chơi về, đi cơ rút chơi về, thế là tự nhiên bố con ăn cơm xong, bố con lên giường, bố con nằm, thế tự nhiên bố con cứ nói linh tinh, lúc thì nhớ không, thế là tự nhiên bố con cho bố con đi cấp cứu, thì lên bệnh viện họ bảo bố con bị máu tụ trên đầu ạ. Xong là bố con tự nhiên là bố con không nói được nữa, mà bố tụi con quên hết trí nhớ luôn. Thế là họ nói là ngày mai là sẽ mổ đầu cho bố con, mà họ nói là bố con này bị tiểu đường á, thế là không mổ được. Thế là em dâu của con biết lòng đến lòng thương xót Chúa, thế là em dâu con nhắn tin cho cha, và cha đã trả lời và bố con không bị mổ nữa. Không bị mổ nữa mà bố con đã nói được và đã minh mẫn hơn hồi xưa luôn. Mà bố con bây giờ chỉ là hơi nói ngọng một tí thôi, còn bố con bình thường, khỏe mạnh ạ. Hallelujah. Tôi gửi cho bố con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Hả? Dạ, nhờ con có bệnh nên là mùng 10 tháng 4 á, là chồng con có đưa con đi khám bệnh, thì con rất là nhiều bệnh, thế là chồng con khám xong cho con, là chồng con đưa thẳng con về đây đến với lòng thương xót Chúa. Thế là mỗi bữa là chồng con là chỉ có đi lễ nhà thờ bình thường, chỉ được đi như có lệ thôi, nhưng mà tự nhiên là đến với lòng thương xót Chúa là tự nhiên là mọi bữa là chồng con cũng không có đọc kinh sáng tối đâu, nhưng mà bữa nay là chồng con là gọi đọc là suốt sáng hơn con, mà nhiều khi chồng con còn nhắc con là bao giờ em đã đọc kinh lòng thương xót Chúa chưa ạ. Chồng con là người Tân Tòng ạ. Con là đạo gốc ạ. Con đạo gốc, con bảo chồng con phải nhắc con là kinh lòng thương xót Chúa. Dạ. Nhiều khi con kiểu con mệt đi, con mệt là con ốm là con cứ nằm ở trong nhà nên là con cứ quên giờ ấy. Cái chồng con bảo thôi thì con đứa nói với con lớn là con hãy lên chuông cho mẹ, nhiều khi mẹ ốm thì mẹ nằm ở trong để mẹ biết giờ mẹ lên chuông thương xót lúc 3 giờ ạ. Thế là chồng con hôm thứ ba là chồng con đưa bố của con lên đây và con bố con lên đây để làm chứng cho Chúa, nhưng mà đông không được. Thế là chồng con đi lễ xong bữa thứ ba là chồng con ở lại một đêm, là chồng con đưa bố con về và con của con, mà chồng con về sáng nay là về tới nơi, còn chồng con là gửi gắm con ở đây với Chúa để Chúa nhờ cha và công đoàn cầu nguyện cho con để cho con khỏi bệnh. Hallelujah, con về nhớ chúng con nhé. Rồi chúc ảnh cho con. Rồi mời con lên đây đứng lên trên này con đứng lên.